So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. Bottom of my pride and hope you'd still love me in the end. Didn't want to leave your arms. Chào mừng mọi người đang đến với buổi tiệc sinh nhật bất ngờ của Miyu. Và bây giờ hãy theo chân Miyu đến căn phòng rất là riêng tư và bí mật mà Miyu đã chuẩn bị cho những người bạn của mình nha. Đây là một cái cánh cửa bí mật sẽ đi vào nơi mà tôi tổ chức sự kiện. Cái căn phòng này rất là bí mật và Miu đã chuẩn bị riêng cho buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Và vì nó bí mật cho nên là ở đây vắng lắm, không có ai hết á. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi leo lên một cái hành lang cầu thang. Mọi người có thấy cái hành lang cầu thang này nó dài. Bây giờ chúng ta đi được một phần của rồi hai thôi. Mình sẽ từ từ đi lên nữa. Tí nữa thì Miu sẽ dành những cái bất ngờ cho những người bạn của mình. Tại vì bức điện này là dành cho những người bạn thân nhất của Miu. Tí nữa là mấy bạn của Miu sẽ phải kiếm ra cái chỗ để đi lên căn phòng này. Giờ thì chúng ta sẽ mở ra nha. Ủa? Chết rồi mọi người ơi, không phải Miu làm bất ngờ cho bạn Miu mà là bạn Miu làm bất ngờ cho Miu. Mọi người đã đến rồi. Đây, hai đứa đẹp có chụp sắp chân dung nè. Trời ơi, giống mình cưới nè. 1, 2. Rồi, cô dâu gì chú rể cười nha. 2. Playlist mới với ba mẹ. Đi chọn lựa dựa trên những bài rồi, thân thiết. Rồi, chụp nha. 1, 2. Lấy cái chụp thêm là nguyên gia gỗ này là hình của thân chủ nè. Chụp chân dung trước nha. 1, 2. À, trời xuất sắc quá mọi người ơi. Rồi đẹp nè mọi người ơi, cười lên. 1, 2, 3. Mọi người ơi, lúc nãy thì Miu tính vào phòng và tạo bất ngờ cho các bạn của mình. Nhưng mà Miu không ngờ là các bạn của mình đã đến trước và làm bất ngờ lại với Miu. Tại vì hôm nay là tiệc sinh nhật nhưng mà do Miu phải đi giao lưu qua phim á, cho nên là đến trễ một chút xíu thôi. Và cái buổi tiệc sinh nhật này Miu muốn nhắn nhủ với các bạn của mình đó là cái tình bạn thân của tụi mình á, cho nên là Miu đã trang trí và tốn rất là nhiều công sức, hoa nè, bong bóng là để làm cho các bạn vui á. Cho nên là không biết là các bạn có cảm thấy hạnh phúc và bất ngờ khi mà đến dự buổi tiệc sinh nhật của Miu ngày hôm nay không? Không, rất là không. Không, nếu mọi người bất ngờ đúng không? Vui đúng không? Rất vui đâu. Tại vì bạn mình là chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho mình đến dự mà. Rất bất ngờ. Bây giờ mình sẽ hỏi trước ba người bạn thân đã từng giữ rất nhiều cái sinh nhật cùng với Miu. Năm nay có thể là năm hoành tráng nhất của bất ngờ nhất không? Đúng là bất ngờ ở chỗ là bình thường tới là đồ ăn la liệt luôn, cái vô được ăn luôn. Nhưng mà lần này vô bị bắt bảy chút rồi nói đưa la cái đồ ăn. Đúng rồi, chờ tới gì bây giờ luôn mà chưa có được ăn.
rồi, tại vì năm nay là cột mốc kỷ niệm đó là Miu mới thành lập kênh YouTube á. Bởi vì bạn xem thấy vui thì hãy nhớ like và subscribe YouTube của Miu. Và bên hướng bên đây là đây là anh Kevin, anh quản lý của Miu. Đây là Mama tổng quản Ti Nguyễn là Art Director. Và người ngồi kế bên Miu đây chính là một người rất là không biết giải thích sao Du sao như vậy? Đang tính khen thôi, rất là đẹp trai. Sao cả đám vậy? Khen thì khen. Khen Mỹ Tư, chị Mỹ Tư. Đây là bạn thân của Miu, trên màn ảnh lẫn ngoài đời, đẹp trai, phong độ, dễ thương. Nếu mọi người yêu quý Harry một lần nữa hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Miu nha. Harry thì nếu yêu quý Harry sẽ được xuất hiện nhiều hơn nữa. Mọi người nhớ like và subscribe nhiều lên, Miu sẽ cho Harry xuất hiện nhiều hơn nữa. Thấy nó khen gì mà chả chơi nhiều lần hơn mười mấy tháng đây rồi mà không thấy khen gì hết trơn á. Miu tạo cái kênh YouTube xong rồi mất bạn luôn kìa. Ủa sao mất vậy? Miu cố tình tổ chức rất là vui cho mọi người mà mọi người thấy vui hả? Thấy buồn lắm. Ba bạn này là bạn học bạn thân đó không chứ bạn này luôn bạn này là bao nhiêu năm mười mấy năm rồi ta 15 năm nó hỏi bà hiểu không nhớ luôn không nhớ luôn mới nói trên YouTube của nó rồi giờ nó quên rồi đó thấy không rồi tập đó bây giờ mình nói mở này tập đó coi rồi mở lại cho bé trung thu coi thì sẽ biết. Ok bạn Ngọc là chắc cũng chuộng năm rồi bạn Thu Anh 3 năm. Ủa, đang ăn được hả? Không, chắc mình cắt cái tiếng Việt cho tụi nó luôn. Nhau hả? Mình qua mình khen đi mọi người. Ủa, Ti có cần khen không? Không, không. Harry, giúp dùm khen dùm mỗi đứa một câu đi cho nó vui. Chơi mạng là đúng nha. Chơi mạng là một câu thôi. Ủa, hiện tại chơi đó. Bạn của Miu lâu lâu em đúng tin. Tôi nghĩ chắc chắn là ngoài sự dạy ra thông minh. Bây giờ nghe giới thiệu từng người nha. Các bạn đầu tiên bên đây đang là giảng viên thanh nhạc. Wow. Dạy rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Ví dụ Bắc Tiên, Bắc Tiên thì nên ngoan thì lên Army. Ok, mà thôi mình quên quá. Thôi không được, phải không mình ngưng. Lần này của mình cắt cái cảnh đó chứ chứ đi khen. Khen đợi đi, người ta kể tiếp bây giờ. Kìa, bánh kem nhanh ra rồi kìa. Can you?